Chào mọi người, mình là Phúc. Và nếu không có gì trở ngại thì chào mừng anh em bắt trở lại với tập 3 của series Bayern Munich cày chay của mình. Và mới chỉ ngày thứ ba thôi mà mình đã nhận được F vip rồi. Và nếu anh em nào biết mình lấy VIP ở đâu hãy cùng mình luận bên dưới để cho các anh em khác cùng biết mới nhé. À đúng rồi, ngoài VIP ra thì mình cũng có vài gói cầu thủ Để mở hết một lần xem coi Trong một ngày xem live của FIFA thì mình sẽ thu gom được bao nhiêu PP nhỉ? hai gói 101, một gói 99 Đem về cho mình tổng cộng là gần được 300 triệu Thêm phần PP mở ra nữa thì được thêm hẳn 300 nữa Ờ à, như vậy, một ngày xem live của FIFA đem về cho mình tổng là 500 triệu PP trắng Và một vip quá là hờ luôn đấy chứ Hôm qua thì quên quay cho nên hôm nay không thể nào thiếu được Về lắc thì mình có nhận một lượt free và quay ra 900 triệu Đấy là hai ba lần gần đây toàn ra BP trắng thôi đó nha Ở ờ, vòng quay 23 TS thì hôm nay là ngày thứ ba Nếu tính luôn thì tổng cộng mình đã đủ được 8 lượt tích lũy trong phần thưởng bên dưới rồi Chắc là sẽ nhận full được khi kết thúc sự kiện chứ không thiếu đâu anh em nhỉ ờ, Và gói 50 đến 1 tỷ BP Mong là ra 1 tỷ BP thì tuyệt vời và cũng đang trong thời gian thu gom BP sẵn hay quét vip nên mình sẽ nhận luôn những phần quà từ sổ tay để có thể trong thời gian sớm nhất đem về những con hàng chất lượng anh em nhé được 100 triệu BP hai gói cầu thủ hay sao ấy và những công việc hàng ngày như là giả lập năm trận xếp hạng ờ, đá xếp hạng một với một năm trận thì đương nhiên là những việc đó không thể thiếu rồi nếu không làm thì kiếm đâu ra quà cơ chứ và đây là những phần quà vô cùng giá trị mà mình nhận được cùng xem hôm nay sẽ có gì nhé đầu tiên sẽ đến với phần vật phẩm may mắn thì nhìn chung chung nó cũng thế thôi do là hôm nay có vip nên nhìn cảm giác nó nhiều hơn anh em nhỉ chứ còn về cái phần vật phẩm cũng không khác là bao thứ hai sẽ là phần bp trắng Uầy tính ra cũng nhiều phết mình thu gom được là hơn 1 tỷ tám nhờ có bi lắc chín trăm triệu gắn hết một nửa luôn rồi cuối cùng ôn ý thế gói cầu thủ xem như thế nào đây nhìn vậy chứ toàn gói không ngon cho lắm cao nhất cũng chỉ là 101 nên nhìn chung cầu thủ mơ ra cũng chả được quá gì ngon Ngoài ra mình cũng mua thêm gói stubborn 15k về mở nữa Thấy lắc lắc cứ tưởng có pháo hay là lửa này nọ Cứ tưởng là sẽ ra gì đó nhưng cuối cùng cũng không ăn thua luôn Vậy là ngày hôm nay mình thu gom về tận 3 tỷ rưỡi luôn rồi đó nha Nếu xét tổng 3 ngày thì mình sẽ có khoảng bao nhiêu đây 7 tỷ bê trắng và chắc phải hai ngày nữa sẽ đủ đem về vài cầu thủ chất lượng thôi và quay trở lại với đội hình thì vẫn như hôm qua, hiện tại mấy ngày đầu hơi chán, hơi khan hiếm PP nên mình chưa có thể săn được một cầu thủ nào chất lượng cả. Chủ yếu là vẫn sẽ dùng vài cầu thủ cộng một kiểu như là mở ra ai ngon thì dùng cầu thủ đó thôi, cứ thay dần dần là được. Mong là sắp tới Bayern sẽ có fix giá thêm vài cầu thủ nữa để mình có cơ hội trải nghiệm những cầu thủ chất lượng nhưng giá cực kỳ là hạt rẻ. À, có vài vấn đề cần phải giải thích cho anh em như anh em cũng đã biết hôm trước mình có đăng một video uh, edit cáp cứt giật giật nó là như thế này về việc mình đã săn hẳn 10 con Lê One cap cho mặt pháp và đó cũng chính là hiện tại mình đang chơi luôn các bạn mình đang chơi luôn anh em cứ nghĩ là mình sử dụng con Lê One cap đó để chuyển sang bạn bayern này phải không nghe cũng hợp lý đấy vì đây là một sự trùng hợp mà mình cũng chưa nghĩ ra nữa nhưng thôi thì cũng xin thưa với anh em là câu chuyện nó như thế này Mình cũng không nói mình là một người săn cầu thủ giỏi Nhưng mình tự nhận thấy mình cũng may mắn là biết chèn cầu thủ một chút xíu đó Nên là cái việc mình đem được 10 con Lewan Cup về Thì tại sao mình không thể đem được con thứ 11, con thứ 12 hay là thậm chí hơn nhỉ Tại sao phải dùng đến cái việc mà chuyển hàng từ ạc chính qua phụ Why? Tại sao? Ờ, trong khi Lewan Cup một ngày khá là nhiều giao dịch đấy Nếu xem xét đầy đủ hết một ngày thì chắc chắn phải là 20 tới 3 lượt, 30 lượt xả luôn đấy nó đâu có quá là khó đâu nhỉ và chỉ cần mắt đầu trong một tuần giao dịch thôi là hàng về ngay rồi đó anh em ơi à thêm một việc có nhiều người vẫn hỏi mình là con lê quan cáp này có bù hay không thì xin thưa đó là không đâu nha Mắt đầu là về xuyên căn chè là được chứ anh em con này quá dễ luôn đấy và theo mình nhận thấy có những con hàng chỉ số 111 hoặc thấp hơn 111 luôn ở những mùa thường ấy đa số đều là không cần bù anh em nhé à, chúng ta hãy nhìn nhận rõ về vấn đề này game này là fifa online 4 chứ không phải là bù online 4 đâu mà hở tí là anh em nói bù nha anh em ơi Lê One Cup mình chắc chắn sẽ mang về, nhưng vấn đề chủ yếu sẽ là thời gian thôi Và mình cũng đang gom dần BP để làm việc này đây Mong là trong thời gian sắp tới, mình vẫn có đủ cái lượng BP để có thể mang em nó về sớm nhất nhé Chắc là hôm nay tới đây được rồi nhỉ À quên, chưa đâu, còn phân cơm có gạo tiền nữa mà Hiện tại theo mình nhận thấy, meta chúng ta đang đá là meta dành cho những chiếc tay cầm chứ không phải là bàn phím Và nếu anh em vẫn chưa biết lựa chọn màu tay cầm ở đâu cho chất lượng thì đừng quên TikTok shop của Phúc Zola vẫn đang có đấy nhé Đầu tiên, bạn hãy ấn vào trang cá nhân của mình, sau đó ấn vào biểu tượng rõ hàng. À, như vậy là đã hiện ra rất nhiều mẫu tay cầm rồi. Giờ bạn chỉ cần lướt xuống để tìm cho mình mẫu tay cầm phù hợp nhất thôi nhé. Và nếu có thắc mắc gì, hãy nhắn tin trực tiếp cho mình để được hỗ trợ một cách tận tình nhất nhé. Và hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.